Thôi rồi đấy. Cắt được cả tiền và như đây đọc. Cái xào à? Không, nấu cái cây nhanh buồn. Để tôi cầm bát tiên vào đây. Cầm cầm cứ để đấy, cầm bát tiên vào đây. Theo mẹ đun sang nước ta đùng. Cho nguyên đậu đậu xương chéo là vậy. Bỏ đậu cá. Đậu anh gửi mua cho mẹ rồi đi đi. Mẹ có còn mẹ không? Nó bỏ mẹ thôi. Mẹ cái gì anh? Mẹ đã được rồi. Chùa công. Lấy cái sợ nước đi con. Sợ khi ăn thì em có dám vào để nhìn nhé, mình cái này. Đi đâu nữa này. Cái này bé này. Cái tính. Ôi, cá đâu cả là bếp. Nó thôi giờ. Thôi rồi. Thế rồi, thế bỏ nó nào thường thường. Cho vào trong cái xô cái đấy được. Cái nước con này nhờ nhờ tí đậu đồng toàn nhờ. Đâu gì? Nhét đi. Vậy không? À. Đi kè cái bắp nồi này. Lấy đây. Bắp nồi này cái của. Cần sơ vậy thì được rồi. 90% rồi. Cần sơ không? Rồi, có cái gì rồi. Cái bốc lên dần, dần rồi chúng ta có nhé.